Rồi, xin chào cả nhà quay lại kênh Cá Coi Trần Đức Cường trong series Cá Coi Xuyên Việt 2022 của mình nha. Và bây giờ mình đã tới thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cả nhà. Tiểu cảnh nha, bây giờ về hồ ra đây bự cho đã đúng không? Dạ. Trời ơi nhìn ở trước đã quá ha. Trước là nó cái sân như kia Cường đó, nó dài vô đây luôn. À dạ. Nâng lên cái cỏ luôn. Cái hồ mình làm được 3 năm rồi anh. Tính hay là cái hồ này hồ này mới mà đúng không? Năm chứ. Mới 1 năm mà hả? À 5 rưỡi hả? Chứ còn nuôi cá thì cả 5 năm rồi. À cá là khoảng chừng 5 năm rồi, là kinh nghiệm nuôi quá trời rồi ha. Quá tiền á. Dạ dạ. Anh còn nhớ cái hệ hồ mình khoảng mấy khối không anh? À hồ mình hết tính luộng lọc là 7 khối. 7 tối. Ừ. Anh xây cái chiều ngang này mấy mấy mấy? Cái chiều ngang mình ra là thủ bì chừng là 28. 28 còn chiều dọc này. Chiều này là 34. Đúng không? Anh rút lên xả luôn á. Dạ. Thức ăn lắng sạch dữ vậy anh? Anh Tiễn mới thay cách đây nửa tháng. À mới nửa. Không có thay gì á. Anh Tiễn cứ rút này ra. Anh Tiễn xịt cái này thôi. À dạ. Còn thì nó sẽ hạ mực nước xuống tầm khoảng 20 phân à. À dạ. À lên luôn.